Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì bữa ăn tối của gia đình của Nhật Thanh á, thì Nhật Thanh sẽ làm mì xào. Và vật liệu của Nhật Thanh rất là đơn giản, chỉ có mì nè, cà rốt và cải. Và đây là dĩ thịt heo. Thì bây giờ Nhật Thanh đi chuẩn bị mọi thứ nha các bạn. Thật ra cái món mì xào này của Nhật Thanh nó rất là đơn giản các bạn, mà không biết tại sao á, chồng mình á với lại hai đứa con của mình rất là thích ăn. Mình làm rất là đơn giản, mình không có làm cầu kỳ, mình không có bỏ nhiều tôm hay là mực. Cái này á mình chỉ làm thường thôi các bạn. Mấy củ cà rốt này Nhật Thanh mua bự quá trời luôn các bạn. Tại vì mấy lần trước Nhật Thanh mua mấy củ cà rốt nó nhỏ, bào nó khó. Thanh bào hồi nữa chút sợ bị đứt tay luôn á. Hôm nay Nhật Thanh chỉ xào có 3 hộp mì. Thì Nhật Thanh chỉ sử dụng khoảng chừng 4 cục thịt này thôi, chứ mình xài hết nguyên cái dĩ hồi nãy rất là nhiều nha các bạn. Thì tùy theo gia đình các bạn, nếu mình thích ăn thịt nhiều á thì mình xào nhiều, nếu mình ăn ít á thì mình bỏ ít thôi. Thì Nhật Thanh thấy 4 cục là đủ rồi. Trước khi mà Nhật Thanh luộc mì á các bạn, lúc nào Nhật Thanh cũng xào thịt trước và xào rau trước. Mình làm xong rồi á mình mới luộc mì nha các bạn. Tại vì mình luộc mì trước á nó nguội á thì mình làm nó không có ngon. Nhật Thanh ấy, sẽ xài một chút dầu hào trong đây nha các bạn. Các bạn có thể mình đông khoảng chừng 2 muỗng cà phê dầu hào. Và Nhật Thanh sẽ xài khoảng 1 muỗng chanh nước mắm nha các bạn. Và Nhật Thanh sẽ sử dụng 1 muỗng canh đường. Rồi sau đó Nhật Thanh sẽ nêm nếm lại nha các bạn. Các bạn biết không, thường thường á Nhật Thanh á kho mắm hay nấu đồ ăn cái gì á Nhật Thanh cũng làm ở trong nhà, không có đi ra đường. Mà cái nhà của Nhật Thanh không có hôi các bạn, tại vì á Nhật Thanh xài cái máy hút này nè. Cái máy hút này á là Nhật Thanh xài giống như là mình hút thẳng ra ngoài đường luôn, chứ không phải là cái dạng mà cái máy mà nó chỉ quanh quẩn, nó hút cái xong mình nó lọc rồi nó thả không khí ra lại nha các bạn. Không phải là cái loại đó. Cái loại này là nó hút hết những cái chất hôi á các bạn, rồi nó hút thẳng ra đường luôn. Bởi vì cái nhà mình á đỡ hôi rất là nhiều. Nhật Thanh cho thêm nửa muỗng đường nữa nha các bạn. Vậy là mình xài 1,5 muỗng đó.
Sau khi thịt chín thì Nhật Thanh sẽ bỏ rau vô. Mình bỏ cà rốt vô luôn. Cà rốt hồi nãy mình mua 4 củ hơi nhiều nữa, mình xài được có 3 củ rồi. Mình cho vô một chút xíu tiêu. Mình cho thêm một chút xíu nước mắm thôi nha các bạn, tại vì mình bỏ rau vô nó hơi lạc á. Cái mì này các bạn, mình á bung nó ra như vậy và mình sẽ hâm microwave khoảng chừng 2 phút nha các bạn, rồi mình mới đem đi trộn. Nhật Thanh cho một chút xíu dầu vô trong nước đó các bạn, để mình trụng mì. Khi mà nước sôi các bạn trụng mì á, mình trụng chỉ có 15 giây là mình lấy ra nha các bạn, mình đừng để lâu quá. Khi mà mì của mình á nó còn nóng các bạn, mình trụng cho nó, mình bỏ cho một chút xíu nước tương vô với lại một chút xíu đường á mình trộn lên các bạn. Cái rau nãy Nhật Thanh á, xào á các bạn, mình vớt ra để mình trộn vô cái này. Tại vì nãy trong cái thao của Nhật Thanh á, nó hơi bị nước nhiều á, mình trộn mì không được, nên mình phải vớt ra cho nó ráo rồi xong mình trộn chung cái này. Nhưng mà các bạn đừng có để nó ráo quá nha, mình để cho nó hơi ẩm ướt một chút, mình trộn mì nó mới ngon. Nhật Thanh cho một chút xíu hành phi vô cho nó ngon đó các bạn. Vậy là cái thao mì của Nhật Thanh xong rồi các bạn. Mình làm rất lẹ. Mỗi lần Nhật Thanh xào mì nè chừng khoảng
một tiếng là xong rồi. Nhật Thanh cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và Nhật Thanh xin hẹn cả nhà kỳ sau nha. Và cả nhà đừng quên ấn nút đăng ký và nút like cho Nhật Thanh nha. Chào cả nhà. Bye bye.